Và giờ kể chuyện đã đến rồi, những nhân vật đến với chúng ta thì chắc chắn một điều là họ cũng đã bước ra khỏi cuộc tình đó với một cái tâm thế an ổn để có thể ngồi xuống chiếc ghế đối diện ở đây kể lại chuyện tình đó của mình. Chào em. Dạ, em chào chị ạ. Một bạn nam nha. Chương trình của chúng ta sẽ có một cái đặc điểm, đó là em được quyền lựa chọn kể câu chuyện của mình trong bóng tối hoặc là cho đèn sáng lên, và mình kể điều đó một cách rất là rõ ràng, rành mạch. Vậy em muốn chọn cái nào? Dạ, em muốn chọn là đèn sáng ạ. Rồi, xin mời bộ phận kỹ thuật hỗ trợ giúp tôi ạ. Em tên là Trọng Minh Hào. Em xin chào tất cả mọi người nha. Em sinh năm 2001. Tuổi đang trẻ, thì bây giờ mình sẽ kể một cái cuộc tình vào lúc nào, vào lúc chưa trẻ ư? Gần đây thì em không có mối tình. Em chỉ có mối tình lúc mà em đang học cấp 3 thôi. Tính đó là mối tình đầu tiên. Dạ, cũng không phải là mối tình đầu tiên. Còn cái mà em nghĩ nó là cuộc tình đó, là yêu rồi đó. Dạ, là em lúc đó là em thương thiệt. Em là học lớp 9, xong rồi lên lớp 10. Em ở xã, là bạn đó ở thị trấn. Lúc đầu đi học cũng mấy ngày, đi học đầu thì cũng cũng bình thường lắm. Xong rồi tới một ngày nọ em gặp được bạn đó. Kiểu như là cứ duyên hay sao á. Một ngày đó em đi học, cái em thấy bạn ở ngoài á, thấy đi ở ngoài đường gặp, em thấy em cũng thích rồi đó. Cái kiểu như là cảm tự nhiên lướt ngang cái thích ngang, cái giống thích như Thúy Kiều Kim Trọng vậy đó. Em cũng có để ý bạn đó, để ý là lúc đó là thấy là thích rồi. Khi mình để ý mà mình thích người ta là mình thích ở chi tiết gì vậy? Dạ, cái nét dễ thương. Chứ lại bạn cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Tới vô trường học, cái em mới dò xem là bạn học lớp nào, là bằng khóa với em luôn. Xong cái em cứ hay đi tới lớp hay là đi qua đi lại, đi xem nhìn bạn, rồi kiểu như là tập trung vô bạn thôi á. Cái lớp của em với cái lớp bạn đó cách nhau mấy phòng? Cách nhau cũng nhiều lắm. Mỗi ngày mà em đi học á, em đâu có đi đường thẳng để lên cái lớp em đâu. Em đi hình, em phải đi hình vòng lại gì đó. Em đi vòng qua xong cái mới tới cái lớp của em lại. Là đi chữ M đúng không? Có nghĩa là lúc đó địa hình mà nó trắc trở cỡ nào là mình cũng đi, phải đi cho bằng được, đi qua cái lớp đó. Dạ, cái nư của mấy đứa đang yêu nó vậy. Cái lớp của cái phòng của em á là ở dưới chợt. À, còn cái phòng của bạn á là ở trên lầu, mà cái dãy nó khác nhau nữa. Rồi cái tự nhiên mình đi học á là mình đi một vòng lên các lầu, cái mình quay về tầng trệt. Đúng rồi. Bởi vì ta nói mấy đứa đang yêu nó có những cái hành động bất thường, nó có những cái hành động vô tri, có những cái hành động mà ở đó nó thực sự là gọi là hành vi xa lạ. Dạ. Bạn bè em nó có thắc mắc không Hào? Dạ, em đi em lén không ạ. Sự chú ý của mình như vậy không thể nào qua mắt được cái cô kia đâu. Dạ đúng rồi. Xong cái tới một bữa đó hình như là em cứ hay nhìn á, em đi em nhìn hoài á, xuống canteen em cũng nhìn luôn. Nhìn hoài á, bữa đó nhìn xong cái nhìn lại em. Đúng rồi, thì có lúc chứ. Lúc đó em đang nhìn thẳng gì đúng không? Nhìn thẳng, cái nhìn lại em cái em giáo bộ. Vậy là chỗ khác. Xong cái em cứ bẽn lẽn vậy á. Xong cái đi ra chỗ khác, cái lát em nhìn nữa, cái thấy bạn cũng nhìn em. Xong tới một bữa, mấy tuần, cỡ tuần, hai tuần. Xong cái em mới nhờ bạn em nói, em nói là em thích bạn đó quá. Bạn nói là thích thì xin Facebook hay là xin số điện thoại gì nhắn tin đi, xin in tư người ta đi. Xong cái em mới nói là không dám xin. Vì sao em không dám? Lúc đó em ngại lắm. Ngại. Em ngại lắm. Mà bạn nó xinh lắm. Bạn nói là kiểu như là mới lên lớp 10 nhưng mà hot girl của trường luôn á. Xong cái mình cũng thấy mình hơi yếu thế một chút nữa. Bạn em cũng nói là chắc mày cũng không được đâu. Cái em nói không thử sao biết mày. Ráng em thử. Cứ nhìn hoài á. Xong tới một ngày đó em mới quen với một bạn của bạn đó. Của cái lớp đấy. Dạ. Cái em mới xin được Facebook. Nhưng mà em không có kết bạn liền. Về xong cái em mở điện thoại mở lên, cái em lướt em xem hoài á, em xem hình hoài á, nhưng mà em không dám kết bạn luôn. Xong cái bữa đó em thấy em chịu hết nổi rồi, em thích quá rồi. Cái em thấy bạn cũng nhìn em hoài, em cũng lỡ như biết đâu thích hỏi một câu sao. Ngoài lề cái đã. Dạ. Lúc đó có tập trung học hành gì được không? Lúc đó hình như là lớp 10, hình như là em học học kỳ 1 là em học trung bình luôn. Xong cái một bữa đó cũng là em cho là ngày đẹp trời đi. Đẹp lắm. Cái em kết bạn xong em cũng lướt em nhìn lướt xem rồi bạn đăng story á thì em vô em tìm xong cái
thấy tim hoài đó chắc bạn cũng biết rồi. Bạn cũng hay vô xem story của em luôn, là hai đứa cũng có em thấy cũng có cái mồi á. Em không nhớ là câu đầu tiên em nhắn cái gì nhưng mà em nhắn như là mới đầu vô là kiểu như là không biết á. Mà lúc đó gần hết học kỳ 1 chưa? Lúc đó là đang trong quá trình học kỳ 1. Dạ. Em hỏi là học lớp nào rồi giờ ở đâu gì đó, xong cái nhắn tin và nhắn qua lại gì đó. Tìm hiểu thông tin cá nhân đồ đó. Xong rồi nhắn xong đêm hôm đó em hình như là thấy bạn đăng story, em vô em ghép. Rồi xong cái em bắt chuyện nói rồi xong từ lúc đó là em đều đặn nhắn tin, đều đặn quan tâm. Rồi xong cái em hẹn đi xem phim, đi sửa. Lúc đó hồi hộp á, hồi hộp bữa đó hồi hộp không biết nói gì chọn trơn, đồ vía đồ lộ, đồ không gặp rồi xong cái không biết nói gì trơn, cứ ngồi nói hỏi này hỏi kia rồi xong nói chuyện tào lao luôn mà. Từ những cái mà mối cái cuộc đi chơi mà nó nhỏ vậy đó, xong cái từ cái quen cho tới năm lớp 11 vậy là bọn em chia tay. Thế thì khi mà hai đứa quen rồi, hai đứa có dám công khai không? Dạ có. Lúc đó bọn em hay rước bạn đi học lắm, bạn cua là cũng có nhiều người cua lắm. Điều đó có nghĩa là cái mối quan hệ của hai đứa khi mà công khai như vậy sẽ có rất nhiều bạn cũng phải có tiếng vô tiếng ra. Thì bạn bè có ai phản đối không? Phản đối nữa, em nghĩ chắc không ai đâu. Chắc nó cũng không nói gì em nữa đâu. Vậy có nghĩa là cơ bản là mọi sự nó thuận lợi ở bên ngoài. Còn bên trong thì sao? Những cái kỷ niệm đẹp đẽ của mối tình này, nó là những kỷ niệm gì? Những kỷ niệm đẹp là những cái bữa đi chơi, đi xem phim với nhau thôi. Khi mà mình quen cái cô bạn này thì mình cảm thấy cuộc sống của mình đó, nó có cái thay đổi gì đó về mặt ý nghĩa không? Là em trong cái quá trình mà em cua được rồi đúng không? Là học kỳ 1 là em học trung bình. Hình như là thiếu có 0.1 để được khá thôi. 6.4 hay sao á. Xong cái qua tới học kỳ 2 là em quen bạn rồi, bạn học giỏi mà, bạn học lớp giỏi nữa. Xong cái em mới hỏi bài rồi này kia cũng lôi lên. Xong cái cũng lên được 7.+. Có nghĩa là mình thấy cuộc tình này nó cũng là tạo ra cho mình động lực để mình làm việc tốt hơn. Vậy thì kỷ niệm vui ở đây có nghĩa là mình nhờ mối tình này mà mình có những cái buổi đi chơi, và đặc biệt là cái việc học hành của mình nó được cải thiện rất là nhiều. Vậy thì còn chuyện buồn. Chuyện buồn hả? Như là cũng gần lên lớp 11, em chở vừa đi chở đi xem phim đi chơi rồi xong á, cái là bạn về bạn nhắn với em á, bạn nói là gia đình bạn khó quá, giờ không muốn quen nữa. Rồi xong cái em biết nói gì hết trơn, coi như đó là lần đầu tiên cho sau khi quen mà cô ấy đề nghị gần như là một lời chia tay. Cảm nhận của mình lúc đó là sao? Lúc đó em cảm thấy em hụt hẫng lắm, mới vừa đi chơi xong về vui hào hứng lắm. Em thấy cái cuộc đời này nó chồng trẻ quá, nó vui quá. Vừa về xong cái là mở điện thoại lên cái là thấy bạn nhắn tin vậy á, em tưởng đâu là bạn cứ trêu nói này kia chơi thôi, nói giỡn thôi, nhưng mà nói mát cái em thấy bạn nghiêm túc. Xong rồi cái em mới ok, nếu như mà quyết định vậy á thì vậy luôn. Em chịu luôn, thì tại vì cái đó là quyết định của bạn mà, em tôn trọng thôi. Nhưng mà sau đó mấy ngày bạn có nhắn tin lại với em, bạn nói là bạn buồn quá. Dạ, bạn nói là bạn xin lỗi em, bạn nói muốn quay lại. Nhưng mà em nhắn tin em nói là lúc trước á tôi thương bạn lắm, thương đặt hết tình cảm, đặt hết cảm xúc cho rồi, nhưng mà tự nhiên cái như vậy bị kiểu như là bị hụt hẫng á, xong cái buồn lắm. Cái bạn mới nói xin lỗi em. Em mới nói là tôi kiểu như bị hụt hẫng á, bây giờ không muốn quen nữa. Cái chia tay. Dạ. Nhưng mà trong lúc đó chia tay xong rồi em lên lớp 11 là em thử là em quen đi những bạn gái khác. Em học lớp 11, em quen chị lớp 12 là em thấy nó không được như lúc đầu. Lúc đó cái chị lớp 12 kia có biết rằng chỉ chỉ là một cái phép thử tình cảm của em không? Dạ không biết. Bây giờ chị mới biết nè đúng không? Em cũng biết bây giờ có biết hay không, nhưng mà chắc... thì bây giờ em kể rồi đó, biên tập sẽ giữ nguyên cái đoạn này và chị sẽ biết, cắt bỏ giùm em à, không có đâu, đấy cho nên nói một lời xin lỗi người ta đi. Cái cảm giác mà lúc mà em chở cái bạn kia đi chơi thì sao, làm như thế nào là nó sẽ quay lại, nó em nhớ lại như vậy á, là em cứ so sánh đi là bạn này như này. Vậy thì cuộc tình đã kết thúc đó. Quen một người đó là lớp 12 cũng được cỡ hai tháng chia tay. Em đề nghị chia tay hay chị đó đề nghị chia tay? Vì sao? Mình thấy không có đủ cảm xúc với bạn á.
thôi mà không hợp thôi. Dạ. Tóm lại là dừng lại. Em nghĩ là như vậy á. Đoạn này đoạn giải cứu các anh trai nè. Thường thì các bạn, ví dụ các bạn kết thúc một cuộc tình, các bạn bắt đầu bước vào một cuộc tình thứ hai. Dạ. Cái tâm thế của các bạn khi bước vào cuộc tình thứ hai là một cái tâm thế nghiêm túc. Nhưng mà các bạn biết không, các bạn rất ác khi các bạn hay có những phát ngôn theo kiểu vậy nè. Chia tay cô ấy, em cũng đã quen thêm nhiều người, nhưng em không thể nào quên được cô ấy. Trời ơi, cái câu này là cái câu mà là tự đào hố chôn mình. Tại vì cái người thứ hai đó, người ta cũng là con người. Dạ. Người ta cũng tổn thương, mặc dù có thể chị tạm gọi là chị tạm lý giải và chị tạm gọi là bao biện cho các bạn rằng ok, khi bước vào cuộc tình thứ hai đó là tôi cũng nghiêm túc, tôi muốn quen cái cô này, chứ không phải là tôi muốn dùng cổ như một phép thử hay là một sự thay thế. Dạ. Thì thôi, mình hãy như vậy, thì mình cứ nói như vậy đi, là sau khi chia tay em, anh cũng đã thử quen thêm vài người nhưng anh không quên được em. Rồi cái người sau này mà em quen mà người ta biết cái câu đó, đó là không còn đường nào cứu vãn. Nhưng mà tóm lại là đã chia tay cái chị đấy. Dạ. Rồi sau đó thì sao? Sau đó em quen thêm một chị nữa, lớp 12 nữa. Rồi xong rồi nó cũng cứ như vậy. Rồi xong cũng là dừng chia lại. Tay luôn, ngừng lại luôn. Xong cái em mới quen một bạn bằng khóa với em nữa. Lúc đó là lớp 12 rồi. Là rồi bạn đó ra là mình phải đi qua bao nhiêu cái trạm nữa. Dạ. Quá cảnh đó bao nhiêu chỗ nữa. Đó, mình quá cảnh ở một chị lớp 12 nè, rồi thêm một chị lớp 12 nè. Dạ. Rồi thêm một bạn cùng khóa nữa là coi như là ba cuộc tình ngắn ngủi, nhưng mà bao nhiêu lâu, ba cuộc tình này tổng thời gian là bao nhiêu tháng? Trong lớp 11. Xong rồi lớp 11 đó tới học kỳ 2 là em có quen lại bạn nữ, bạn người yêu cũ đó. Tới năm lớp 12 là chia tay thêm lần nữa. Trong năm lớp 12 đó em cũng không biết là chia tay nhiều lần lắm luôn á. Rồi bạn nữ cũng quen người khác, rồi xong cái bỏ, rồi xong cái quay lại quen lại với em. Em lên Sài Gòn xong á là nó nhạt bớt. Lúc đó hai đứa đang còn quen không hay là tạm dừng? Dạ còn. Kiểu như là mình, em mới ở Sài Gòn về để mời bạn ở nhà nhậu đồ chơi. Cái bạn đó mới gọi em. Gọi điện thoại trong đêm, lúc đó là chơi á, tổ chức tiệc. Tự nhiên bạn gọi cho em, bạn khóc. Khóc xong cái em, bạn nói là ngày mai ra đám cưới tôi được không? Em ngưng luôn. Em không biết nói gì nữa, em cũng không biết nói làm sao luôn. Em mà cưới là sao, em hỏi vậy, em cứ hỏi những cái câu mà vô thức á. Xong cái bạn nói là gia đình đồ này kia, kêu bạn lấy chồng đồ này kia vậy đó. Chứ cái tuổi bạn cũng là trẻ. Nhưng mà em nói em không muốn, nhưng mà bạn đã biết, gia đình bạn quyết định như vậy rồi. Em cũng đâu có quyết định được cho bạn hay là cho em. Mà ngày mai là đám cưới. Dạ đúng rồi. Bạn kêu em á là ngày mai ra đám cưới của bạn không? Rồi em có ra không? Dạ không, em không ra. Cái đám cưới đó nó có thật không? Dạ có. Ngày mai là đám cưới luôn. Lý do gì mà bạn ấy lại quyết định cưới một cách vội vã, khi vốn bạn ấy cũng là một học sinh theo như mô tả là cũng giỏi, cũng có chí hướng, gia đình cũng khó khăn? Thế em nghĩ là chắc cũng do gia đình. Vậy rồi các bạn đi lấy chồng. Dạ. Rồi đêm đó mình nhậu ngon không? Em uống được lúc mà buồn á thì em uống được có 1-2 lon là em say à. Nhưng mà lon bao nhiêu dung tích? Lon mấy lít? Lon nhỏ vậy nè. Rồi sau lần đó đến bây giờ mình còn gặp lại cô ấy nữa không? Dạ có gặp, là lúc em có về xong cái em đi chơi với bạn em á. Cũng có gặp ở quán. Bao nhiêu lâu sau cái cuộc điện thoại trong đêm đó thì em mới lấy lại toàn bộ sự bình tĩnh? Có nghĩa là mình chấp nhận rằng mình dừng lại cái cuộc tình này thật sự rồi, và mình bình an với nó. Bao nhiêu lâu? Vậy em nghĩ chắc cũng lâu quá. Tại vì em lúc đó là vừa lên Sài Gòn để học, là em cũng tập trung vô cái việc học nữa. Cho tới bây giờ là em cũng không quen ai luôn. Nhưng mà theo như em nói thì khi mà em bước lên trên thành phố Hồ Chí Minh, em chuẩn bị hồ sơ học tập, em học ở trên này, thì vốn tình cảm của hai đứa nó cũng đã nhạt rồi. Yeah. Như vậy thì nếu như không có cái cuộc gọi đó để nói rằng là ngày mai đám cưới của tôi, thì em nghĩ cái chuyện tình của em nó sẽ diễn biến như thế nào? Giả sử không có cái cuộc gọi đó, không có cái đám cưới nào diễn ra, em nghĩ là nó cũng còn quen, nó cũng quen á. Nhưng mà bền không? Em nghĩ là nó chắc nó cũng không bền, mà nó sẽ lận đận, nó sẽ chia tay rồi lại quay lại. Vậy thì những cái lý do đó vậy, nó cứ lặp. Nên chị muốn quay trở lại, chị muốn quay trở lại cái thời điểm mà ba chìm bảy nổi, chín lên đên của cái cuộc tình em á. Thì những cái lần mà cứ chia tay rồi nói lại, chia tay rồi nói lại, thì hai đứa gặp vấn đề gì để cứ phải nói cái lời chia tay trong những cái lần sau này?
kiểu như là cũng có nhiều lần mà nói chia tay mà nó có một cái nhịp nhỏ thôi mà cũng là nói chia tay. Có nghĩa là trẻ trâu. Dạ, đúng rồi. Giận hờn vu vơ. Dạ, đúng rồi. Có ghen không? Có luôn. Có đa nghi không? Em nghĩ là có luôn. Vậy thì bước ra khỏi cuộc tình đó, bây giờ khi ngồi đây kể chuyện thì em cũng chỉ chọn cái cuộc tình đó em kể thôi. Dạ. Vậy thì em thấy mình đã trưởng thành được cái điều gì từ cái cuộc tình đó? Dạ, nếu như mà nói về thay đổi á, thì em nghĩ là có nhiều thay đổi luôn á chứ. Ừ. Thay đổi về cái cảm xúc của mình với cái bạn đó đó. Ừ. Là em thấy nó kiểu như nó em cũng không biết phải nói cái cảm xúc lúc đó nó làm sao. Em cũng không diễn tả được cái cảm xúc đó như thế nào. Nhưng mà cái cảm xúc đó là thật. Nó thật quá. Xong cái kiểu như là em cũng có lúc bị hụt hẫng á. Cái mà để rút kinh nghiệm là em nghĩ là bớt trẻ trâu đi. Bớt trẻ trâu. Dạ. Bớt kiểu như là những cái việc nhỏ, nhỏ thôi mà trách á, trách nhau này kia rồi xong cái là nói là nó có cái việc nhỏ xíu thôi nhưng mà nói một lát cái là nó sẽ thành đi thành một cái chuyện lớn rồi xong cái là nói chia tay luôn. Chị nghĩ nó lúc đó nó em còn suy nghĩ nó chưa có tới, chưa có già là nói hai cái từ chia tay nó dễ lắm. Đúng rồi, nó dễ lắm. Thế thì bây giờ nhìn lại cái cuộc tình đó của em thì em cảm thấy cái điều mà em hài lòng và em vui nhất là cái gì? Điều mà em hài lòng, em vui nhất là em gặp được bạn. Ừ. Nên là vẫn cảm ơn cái cuộc tình đó, vẫn cảm ơn cái nhân duyên đó. Đúng rồi, vậy em quen được bạn. Lúc đó em cảm thấy em tự hào, em cảm thấy em rất là bảnh luôn. Rất là bảnh khi mà quen được bạn đó, tại vì bạn đó là hot girl luôn, đẹp lắm. Em nói là đẹp, xinh lắm. Vậy thì đó là một cái sự chiến thắng. Dạ. Nhưng mà em thương nha, em không phải là thương cái cảm không? Giác chinh phục chiến thắng khi mà mình quen được cái bạn nữ đó đâu. Ừ. Mà là cái cảm giác là tự hào. Tự hào rằng mình quen được cái đây là bạn gái của mình, một cái sự tự đúng hào rồi. Về người đi bên cạnh. Dạ đúng rồi. Ừ. Còn cái điều gì mà mình cảm thấy là cái cuộc tình đó đối với mình nó cũng rất là ý nghĩa, nó rất là rực rỡ đó không? Dạ có. Ừ. Nếu như sau này em kể cho con cháu em nghe về cái mối tình đó một cách ngắn gọn thì em sẽ nói với tụi nhỏ cái gì? Em tóm tắt lại bằng một từ là đẹp lắm. Ừ. Mặc dù mình nói là cuộc tình của mình nó cũng nhạt nhạt nhưng mà bỗng dưng nó kết thúc thì nó vẫn là một câu chuyện không đơn giản. Vậy thì em làm cái cách nào để em vượt qua? Thì theo như em nói là em cứ lao đầu vô em học, em lao đầu vô em làm thôi, và đến thời điểm này em cũng chưa quen ai. Dạ. Vậy thì với cái người trải nghiệm cái việc là cứ lao đầu vào học và lao đầu vào làm để quên đi một cuộc tình thì em thấy cái cách này á, nó có phù hợp không? Em lúc mà em lên Sài Gòn á là em thay đổi nhiều lắm. Là em quyết định là em không quen ai, là em cứ trau dồi cái hình ảnh cái bản thân của em thôi. Ừ. Tại vì em học bên sân khấu nữa cho nên là cái hình ảnh với lại cái kiến thức cái mà em trau dồi đó em còn phải học hỏi hơn nhiều. Em không có thích ai á thì là nói xạo, em có thích nhiều người nhưng mà em cũng không hiểu là cái cảm giác của em như thế nào. Em thấy em thích vậy đó. Xong cái em cứ nói là kệ đi, qua bữa sau hết rồi. Mà bữa sau hết thiệt. Em cũng không hiểu là cái cảm giác đó là như thế nào nhưng mà em thấy nó vậy á, em đang bị như vậy. Cái cảm giác đó là cảm giác mà chỉ đơn giản là thích thôi. Dạ. Nó chưa đủ mạnh để mình đúng có rồi. Thể theo đuổi. Dạ. Và cái thứ hai có thể là em đang có một mục tiêu khác nó lớn hơn, đó dạ. Là mục tiêu phát triển sự nghiệp. Dạ đúng rồi. Phát triển bản thân. Thực ra thì chị cũng sẽ không kết luận được rằng là cái cách nào nên làm để có thể quên đi một cái trận đau tình. Tuy nhiên làm cách nào cũng được, miễn bạn đừng làm cho bản thân mình tệ đi. Và cái thứ hai đó là hãy đón nhận sự thật, bởi vì mọi sự níu kéo đương nhiên là nó cũng không thể là một cái cách tốt được. Tuy nhiên làm cách nào thì làm, vẫn phải đo đếm mỗi ngày rằng là mình có đang tích cực hay không. Yeah. Cái cuộc sống của mình nó có đang làm cho mình cảm thấy quá mệt mỏi và gắng gượng hay không. Vậy là một cuộc tình khép lại. Hiện tại thì cũng chưa muốn yêu ai. Dạ. Chị hy vọng rằng là trong tương lai em sẽ gặp được một người mà cái sự rung động của em nó đủ lớn để em theo đuổi. Vậy thì bây giờ trước khi chia tay, lời khuyên cuối cùng dành cho các em trung học phổ thông đi. Nên yêu không? Dạ, nên yêu. Rồi nên yêu theo kiểu gì? Theo mình đi. Ừ.
nên yêu theo mình, theo cảm xúc của mình. Mình thích ai thì mình nói, thích ai thì theo đuổi. Tuy nhiên bổ sung thêm một ý nữa trước khi mà chúng tôi tạm biệt quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, đó là thôi yêu cũng được, nhưng hãy yêu theo kiểu đó là từ học trung bình lên thành khá nha. Chứ đừng đi theo chiều ngược lại. Chị Hồng đang ở quận 7. Dạ em đang ở quận 7. Kinh doanh tự do là kinh doanh mặt hàng gì? Cho thuê phòng trọ. Cho thuê phòng trọ tại quận 7. Cho bao nhiêu phòng em? 50 phòng. 50 phòng là nhà này của em hay là sao? Em thuê nhà xong em chuyển cho bạn. 50 phòng là nó là trong một cái dãy luôn hay là như thế nào? Nhiều phòng có nhiều đó. Nhiều nhiều nhà hả? Là mỗi nơi rải rác hết hay là hết quận 7 hả? Rải rác ở quận 7. Em làm cái đó là có ai phụ em không? Dạ, lúc trước thì em có hợp tác chung với bạn. Còn bây giờ là một mình em luôn? Cũng còn một vài căn hợp tác chung với bạn. Bạn gái hay bạn trai? Bạn gái. Rồi em làm cái này là lâu chưa? Em làm cũng hơn 3 năm. Trước đó em có làm khác không? Trước đó thì làm công sản thôi. Xe bất động sản. Rồi em nói một chút về bản thân của mình ha, điểm mạnh điểm yếu của em. Điểm mạnh có cái gì là luôn nhanh động, luôn học hỏi kinh nghiệm từ những cái việc mình chưa biết. Yếu của em là em hay nóng tính, hay khó kiểm soát được người, nóng tính quá không kiểm soát được công việc. Nóng tính thì gì sẽ làm những cái chuyện gì? Hay gọi. Hay không? Dễ cảm động lắm. Em nói tự lập kinh doanh từ sớm là khi nào em? Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông nha, em đã đi làm rồi. Là lúc đó em làm sale hả? Có khoảng thời gian em làm công nhân. Sau đó thì em mới biết được cái nghề sale. Giờ lên luôn, giờ làm chủ luôn rồi. Rồi, làm vậy là từ 18 tuổi đi làm, hôm nay để dành được kha khá chưa? Cũng mua được mấy miếng đất rồi? Mua được một miếng đất ở dưới quê hả? Quá trời đất rồi. Mua dưới quê hả? Dạ. Em dự định về quê vậy không? Mua thì cũng chỉ đầu tư thôi, còn về quê thì em là con một nên tương lai thì cũng có thể là sẽ về quê ở. Con một luôn. Ba mẹ làm gì ở dưới? Ba mẹ cũng bình thường. Rồi em chia sẻ tình trường của mình ha, được bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình, nhưng mà có mối tình gần đây là em vừa kết hôn rồi mà cũng được 6 năm sau đó đi hôn. Đi hôn lâu chưa em? Được 1 tháng. 1 tháng. Ủa là thủ tục xong luôn rồi hả? Xong thủ tục hả? Sao nhanh vậy? Ý là nó xong phương đơn phương hay như thế nào? Thủ tình ạ. Là lý do rồi ở với nhau là được bao nhiêu lâu? 4 năm. Ở 4 năm. Mà có con gì không? Dạ không có con. Không có con. Dạ. Lý do là sao chia tay em? Là do anh đó ngoại tình, với lại thêm chị là anh không có biết lo được tài chính cho mình, không biết lo, chỉ để một mình em lo. Nhưng mà cái chuyện không có con đó là do ảnh, do em hay là có cái gì, người nào có vấn đề về chuyện sinh con không á? Chắc cũng một phần là do em. Là em không sinh được hay là sao? Có khám rồi chưa? Có khám, nếu em không sinh được thì phải điều trị. Là em bị gì? Có đi khám chưa? Em bị đa viêm buồng trứng. Rồi bây giờ em mong muốn một người như thế nào? Người là có tài chính, biết yêu thương, biết trân trọng, tôn trọng. Thì người trước thì tôn trọng mình. Rồi quê quán, tuổi tác anh nói như thế nào em? Quê quán thì em hiện tại đang ở Sài Gòn, em cũng đang ở Sài Gòn. Nhưng mà nếu tương lai em về quê nè thì sao? Giờ ví dụ như anh đó anh không muốn về quê thì sao? Bởi vì nơi nào lập nghiệp được thì mình sẽ ở đấy thôi.
tương lai thì ví dụ ba mẹ già yếu thì mình có thể chăm. Chăm đưa lên đây cũng được mà, kinh tế ở đây làm ăn được thì đưa lên thôi đúng không? Dạ. Tại vì bây giờ là nó khác sau này. Em rồi, em thích bạn trai tuổi tác hơn em bao nhiêu hay là nhỏ hơn như thế nào? 30 tuổi trở lên. Trở lên tới 50 luôn được không? Bạn có quê trở lại chị? Sao già hay là gì? Nhiều khi mình có một mình á thì mình đi về quê mình cũng thấy cho nó phù hợp với mình một xíu. Lớn tuổi hơn thì ba mẹ lại nói sao mình khác có một mình. Rồi anh đó ly dị đang có con được không? Đang ly ảnh ly hôn á. Ảnh nuôi con á được không? Ừ. Tại em trường hợp đặc biệt em không sanh được. Chứ còn người ta bình thường thì người ta sẽ có con thôi. Nhưng mà có thể do cái vợ chồng người ta không có được thuận nên người ta chia tay, đúng không? Dạ. Thì sao được không? Tại mình hiện giờ tại vì em cũng là cái người ly hôn nên chị mới hỏi câu này. Dạ. Ừ. Được không? Tại vì bây giờ em sẽ đặt trường hợp nếu như em lấy một cái người mà họ chưa kết hôn lần nào là em về em có sanh con được không nè. Hiểu không? Hiểu chị nói không? Còn cái người nếu họ đã từng ly hôn giống em rồi, họ có khi họ không cần nhu cầu, họ đòi hỏi em đẻ nữa. Thì em suy nghĩ cái đó như thế nào? Thì em muốn nào em có thể nói, em đang được lựa chọn mà. Dạ, nếu như em có con thì được. Ừ. Rồi không có con thì em được không? Không có con thì em sẽ thương lượng với ảnh về cái vấn đề trước đây của mình như thế nào nè. Em có thể điều trị được không? Ừ. Là đã đi khám rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là em có điều trị gì không? Không lẽ hai vợ chồng 4 năm mà không có muốn có con hả? Tại vì chồng em nói là mình không có tài chính rồi cứ nghĩ là để một mình em lo thì sao em lo sẽ. Với lại anh nói nếu như sau này có con thì cũng một mình em thì thấy nhẹ sao mà mình lo sẽ được. Rồi, em có tài lẻ gì không? Ca hát gì được không nè? Thường cũng biết hát đúng không? Rồi em đăng ký chương trình là do em tự đăng ký hay có ai? Dạ em tự đăng ký. Lý do làm sao em muốn đăng ký chương trình? Tại vì ba mẹ cũng nói là muốn có một người con rể cho nó như nhà nuôi của thì người kia đi cũng đang rất là buồn. Rồi nhưng mà tại vì bây giờ mình đi lên chương trình thì mình cũng phải tìm hiểu theo một thời gian nữa đi lên đi tới cuộc chuyện này. Nhưng mà ở bên ngoài em có khó tìm bạn không? Chị thấy cũng năng động mà làm quá trời luôn. Ờ, vậy tại sao những người bên ngoài thấy không được hay sao em? Tại vì thì đó em hồi đó chưa có mở lòng với người nào khác. Do em suy nghĩ là em có chồng rồi. Bây giờ thì em mở lòng hơn. Chưa có tìm được người liền. Nhưng mà cái lúc em kết hôn là anh đó anh có kinh tế đồ tốt không? Lúc đầu thì em không biết. Nhưng mà sau đó về thì em biết là anh nợ nhiều. Mà sau đó trong thời gian sống chung thì anh cũng không có ý chí để. Có nghĩa anh cũng có đi làm được. Nhưng mà cũng ở với nhau 4 năm luôn ha. Đúng không? Là cũng có khoảng thời gian hạnh phúc ban đầu gì không? Dạ, có. Ban đầu cũng hạnh phúc nhưng mà được bao lâu? Được 1 tháng, 1 năm hay là bao nhiêu? Cứ về khoảng 1 năm thì em là có người khác. Em cũng cố gắng tha thứ nhưng mà em cứ luôn nhớ tới người thì nó cứ như vậy. Anh làm cái gì em? Cũng xe bất động sản. Rồi em chịu theo chồng gì không? Hay là em chỉ muốn ở Sài Gòn thôi? Tại hiện tại em đang làm việc ở đây. Có không thích người miền nào không? Dạ. Ba mẹ có kém gì không đó? Ba mẹ nói hy vọng là người miền Nam mình cũng tốt thôi. Rồi. Ok em. Rồi được rồi. Dạ.
nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình ha, rồi hướng dẫn thêm cho em nha. Rồi xong rồi, cảm ơn em. Bản thân mình là em tên gì? Là em tên Hoàng Văn Phượng. Hoàng Văn Phượng. Phượng hả? Phượng Công Phượng á hả? Dạ. À. Rồi. Phượng sinh năm mấy em? Sinh năm 1995 thì. Văn Phượng 1995. Rồi, Phượng quê ở đâu, đang làm công việc gì? Em đang làm tại xưởng sản xuất của em, là đang làm quận 12. Là có xưởng sản xuất riêng hả? Dạ. À. Em sản xuất bên ví da bò. Túi da bò hả? Dạ. Túi ví này. Da thật không? Da thật. Da thật hả? Vậy thì mắc lắm đúng không? Dạ. Khoảng bao nhiêu tiền một cái? À, nếu mà bò sỉ rồi em làm đi số lượng đó thì nếu mà bò sỉ thì túi thì cái 200 mấy mà trăm. Còn ví thì cái 100 mấy. Dạ anh ơi, anh ngồi thẳng người lên cho nó đẹp hình nha. Dạ rồi, anh cảm ơn anh nhiều. Em là quê ở đâu Phượng? À, quê ở Quảng Bình chị. Ừ, quê Quảng Bình. Vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây từ hồi 12 tuổi. Ừ. Vào với ai, gia đình hả? Dạ không, trước đây em 12 tuổi em đi vào đây em làm thuê. Sau này em làm, em học một nghề rồi sau này em tự mở xưởng ra. Em mở xưởng được bao lâu rồi? Em mở xưởng 8 năm rồi. Ồ, giỏi quá vậy. Năm nay mới 28 tuổi hả? À đâu, năm 95 đúng rồi, 27, 28 là mở được 8 năm rồi. Thu nhập bây giờ một tháng ổn không? Phượng thấy đeo đồng hồ vàng với thứ này là thắc ổn đó đúng không? Dạ, thu nhập thì nói chung là ổn định. Ổn định khoảng bao nhiêu? Tháng thì bình thường thì có tháng thì 20-20. Có nhà ở quận 12 chưa? Dạ chưa, thì đang cố gắng. Tại vì làm cái nghề ví da bò thì đầu tư vốn đầu tư nó cao. Nên là đang để vốn để đầu tư những lô hàng lớn hơn. Em có bao nhiêu nhân viên? Em thì hiện tại mà trong xưởng thì em 5-6 người ạ. Tất cả hàng em nhận hàng số lượng thì em đưa hết cho gia công. Khoản là em về em cho lính em cắt dập xong rồi em đưa cho gia công là may hàng cho em. Em có trực tiếp làm không? Dạ. Em có trực tiếp làm không? Dạ, em trực tiếp quản lý tất cả. Nhưng mà có trực tiếp làm tham gia vào các khâu không? Hay là có bây giờ chỉ quản lý thôi? Em cũng trực tiếp tham gia vào các khâu. Rồi, điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em à? Điểm yếu của em thì em nói chung là trong này thấy ghi là hay bị nổi nóng khi mà căng thẳng nè. Dạ. Nóng với ai? Nóng với nhân viên hả? Dạ, hay bị cáu với nhân viên với là người kia. Nhiều khi là công việc đang căng thẳng kia là hay cáu. Đang căng thẳng mà ai chọc vào cáu hả? Dạ. Rồi. Điểm mạnh của em là gì? Hát hò gì được không? Văn nghệ gì được không? Dạ, hát hò được thì... Hát thử một đoạn xem nào. Hát thử chị nghe đoạn xem nào. Hát bằng gì? Bài gì cũng được, bài tủ đi. Trường mấy mối tình rồi? Trong này chị có thấy ghi là đã từng kết hôn mà chưa đăng ký kết hôn này.
tức là có làm đám cưới về sống chung với nhau. Dạ. Nhưng mà không có ra phường. Không có, chưa, kiểu tại vì bé đó chưa đủ tuổi. Trước đây là bé đó chưa đủ tuổi. Ừ, chưa đủ tuổi đâu, sống chung với người ta rồi người ta đi kiện đâu rồi sao không? Không, hai gia đình đồng ý. Thì hai gia đình đồng ý nhưng mà bây giờ là về mặt pháp luật là em sai rồi đó. Dạ, hiện tại là em cần tru cấp cho con. Có con không? Có một bé, 4 tuổi. 4 tuổi rồi. Năm đó em bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi? Đó là em 22 tuổi. Em 22, còn bạn kia bao nhiêu? Bạn kia 17 tuổi. Ừ. Và bây giờ bạn đó mới có 21 tuổi thôi. À đâu, 22 rồi chứ. Rồi sao mà không, rồi được mấy năm, sống chung với nhau được mấy năm thì ly hôn? Được 2 năm nhỉ. Rồi sao ly hôn? Ý là bạn nói em cũng biết lý do luôn, tại vì bé con đi về ngoại luôn, chứ em cũng về một tháng là đi lấy chồng luôn, chứ em cũng biết lý do tại sao luôn. Là bé con về ngoại rồi đi lấy chồng? Dạ. Là không cần em chu cấp gì hết? Có chứ, hiện tại là em vẫn chu cấp cho con em đi lấy chồng rồi, em vẫn chu cấp cho con em là một tháng là 4 triệu. Con trai hay con gái nhỉ? Con gái. Con gái hả? Dạ. Là đang ở ngoài quê luôn? Ở dưới nhà ngoại. Nhà ngoại quê ở đâu em? Ở Bắc Giang nhỉ. Nhà bạn nó lấy chồng rồi? Dạ. Rồi sau khi đi vô mối tình đó anh có quen ai không? Sau đó em ở vậy 1 năm rưỡi thì sau đó em có quen một người. Cũng được gần năm, hơn 2 năm. Nhưng mà thấy hai gia đình không phù hợp á. Thì sau đó là đồng ý là giải thoát cho nhau một người đi một đường. Chỉ vì hai gia đình không đồng ý thôi hả? Hay sao? Hai gia đình không đồng ý, bên hai tính cách nó khác nhau. Lý do hai gia đình không đồng ý là gì em? Là tuổi tác này kia nữa. Tuổi tác là sao? Không hợp tuổi hay là bạn ấy lớn tuổi hơn em hay như thế nào? Lớn tuổi hơn. Lớn hơn nhiều tuổi không? Lớn hơn 10 tuổi. Ồ. Nên là hai gia đình không cho. Là cũng từng đổ vỡ giống em hả? Dạ. Vậy là em cũng nghe lời mẹ luôn, gia đình luôn. Dạ không, nghĩ là em cũng khuyên nhưng mà bé đó thì là nghe lời gia đình này bỏ em đi. Bạn kia lại bỏ em đi? Dạ. Rồi bạn gái đã lấy chồng chưa? Dạ em cũng chưa chị. Em còn giữ liên lạc với bạn đó không? Dạ. Em còn giữ liên lạc với bạn ấy không? Dạ có, những tin hỏi. Chị thấy một cô gái ngồi dưới kia có phải người thân của em đi chung với em không? Dạ, đó là người mà chị làm ở trong xưởng luôn. Vậy hả? Chị làm trong xưởng luôn? Là dẫn đi khỏi không biết đường hả? Dạ. Dẫn đi khỏi không biết đường hả? Không, nghĩ là chị em mời đi chung với nhau cho nó vui. Chị có gia đình chưa? Có bồ chưa? Có rồi. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Em thì nói chung là một người biết hiểu chuyện nhiều công việc, cái là được rồi chứ không cần ngoại hình nào. Không mập lắm, chỉ ốm ốm tí. Em thì hơi ốm đúng không? Dạ, em thì ốm. Mất 68 có 50 kg là quá ốm hơn đúng không? Dạ. Rồi tuổi tác giờ có quan trọng không? Dạ, thì bây giờ tuổi tác thì nói chung là ngang tuổi cũng được. Lớn tuổi hơn được không? Lớn tuổi hơn 2-3 tuổi thôi, nhưng mà lớn tuổi quá thì lớn quá gia đình trợ gia đình phản đối đúng không? Rồi lập gia đình là ly hôn có con thì được không? Dạ. Bạn ấy đã từng ly hôn và đang nuôi con được không? Dạ được. Có điểm gì em không thích bạn ở bạn gái không? Điểm mà nếu mà cứ công việc của em hay đi ra ngoài gặp khách này kia thì em không thích là về là game tour này kia. Nói chung là công việc là phải đi này kia chứ không ở nhà biết được với vợ với con. Em chỉ cần một người hiểu được công việc của em là phải đi này đi kia, nói chung là đi hết tỉnh này qua tỉnh khác vậy là. Thôi tức là không game, không kiểm soát đúng không? Đúng rồi. Ok. Nói chung kiểm soát điện thoại cũng được, em cho kiểm, nhưng mà nói chung là đi đừng có game.
Ok, rồi cảm ơn Phương nhiều ha. Có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em nha. Dạ. Ừ, cảm ơn em.